Em xin chào tất cả anh em nha. Em chào tất cả anh em trên mọi miền Tổ quốc nha anh em. Lời nói đầu tiên là cho em xin cảm ơn anh em cũng như bà con cô bác mình rất là nhiều đã ủng hộ cái cửa hàng em từ lúc mà chập chững ra làm cái nghề bán online này nha anh em. Nhờ anh chị cũng như bà con cô bác mình thương nên tụi em cũng đạt được một số thành công, tuy nó không có lớn nhưng mà nó ngoài sự mong đợi của em nha anh em. Chứ mà thật sự lúc trước thì cái mơ ước của em là một tháng bán chừng cỡ khoảng 5 hoặc là 7 cái máy dầu là cảm thấy mừng lắm mà. Nhưng nếu mà cái tốc độ bán như bây giờ á thì trung bình mỗi một tháng thêm tính trung bình thôi em, là ít nhất gì là cũng cỡ khoảng 100 cái nha anh em. Hồi đó khi mà em chưa có bước chân vô cái lĩnh vực mà bán hoàn hàng online trên đây nè thì cái chuyện đó là chuyện nó xa vời đối với em dữ lắm. Một tháng có khi bán được một cái, có khi được hai cái là mừng dữ lắm rồi, mừng dữ lắm, mừng. Mình không có suy nghĩ là mình bán được nhiều gì đâu. Rồi để em quay chi tiết ra một, em có một vài cái máy mà em bán xả hàng cho anh em mình ha. Là vì lý do em cũng không giấu giếm gì anh em, là em có mua được cái lô khác nhưng mà cái giá thành nó được rẻ hơn, rồi em quyết định là em xả hàng những cái máy mà mình đã mua với cái giá mà nó không có được thấp, nói chung là nó hơi cao. Thì chắc cái chỗ này khi mà em xả cái lô này thì chắc cái chỗ này em không lấy nữa, vì làm ăn buôn bán với nhau lâu dài mà bán bây giờ anh em thấy là cái kinh tế rất là khó khăn, mà anh em lấy số lượng nhiều bán giá cao như vậy thì em phải bắt buộc là em cũng phải bán giá cao mà anh em cũng hơi khó mua ha. Thì giờ em vô chi tiết nó đây. Bây giờ những cái máy em xả nè, cái con đầu tiên là con NS40 nè. Máy thì em bao gin hết nha anh em. Em bao gin tất tần tật. Là cỡ khoảng 2 ngày trước em có quay cho anh em á, cái máy này cái thùng dầu nó hơi xấu thật sự. Nó hơi xấu nhưng mà chắc chắn với anh em là chạy rất là ngon. Đặc biệt là rất ngon luôn á. Chạy tiếng chất lội nha. Có thùng dầu thì nó tệ quá nghe nè, thùng dầu nó xét nè. Nhưng mà máy thì chạy rất là chắc. Cái số CD của máy này nghĩa là em nhìn được là 731 coi như anh em ơi. Anh em nhớ cái số này giùm em đi. Em đánh cái số 1 đi. Em đánh cái số 1, anh em nhớ lưu ý giùm em ha. Số 1. Là bữa nay em bán cho anh em là 3 triệu phí ship 300 ngàn. Anh em lưu ý giùm em nha. 3 triệu phí ship 300. Là vì em có nhập được cái lô khác rồi, được 19 cái máy nước. Cái này thì em không có giấu giếm gì anh em mua xa cả luôn, lấy vô 34 toàn máy nước không. Nhưng mà cái chỗ này làm ăn với em gì là em thấy không ổn rồi. Vì cái lúc mà hút hàng mà tăng giá lên như vậy thì anh em chơi gì là không có bền được. Thông thường tới em không có nói đâu. Nếu mà phát hiện mà chơi không có thiệt tình với em này thôi là em nói thinh rồi em rút luôn rồi, em không có lấy máy nữa. Bị lấy ai mình cũng phải trả tiền hết. Này con số 2. Em nhớ con số 2. Này nó hết mực giống em quá trời luôn người ta. Còn nhỏ mà nó hết mực nè. Cái này em cũng vẫn bán anh em là 3 triệu. Anh em lưu ý nha. Phí ship 300 ngàn. Số seri cái này thì nó nằm trong đây khuất quá em không có nhìn thấy được. Anh em chưa có nhìn giùm em đi. Nói chung là nó có hai cộng dây điện nè. Anh em nhìn thấy có nút này không? Chắc chắn là không giờ sẽ lộn ha. Còn máy số 2. Nè em cũng ghi đây. Làm bán cho anh em là 3 triệu phí ship 300 ngàn. Còn đây là con số 3.
con mấy này thì cái này nó có đặc điểm là màu vàng, anh em lưu ý ha, đặc điểm là màu vàng. Và con này con số 3, cái này em tính anh em là 3,2 triệu phí ship, 300 là 3,5 triệu anh em. Này con số 3 mà em nói để cho anh em an tâm mà không có ngại ngùng ha, là anh em ví dụ như có từng có cái clip của mấy này á, hoặc là anh em nào đó chưa từng coi thì cứ việc alo trực tiếp cho em, anh em đừng có ngại ngùng vậy chứ. Quay từ tháng ơi, anh muốn mua cái máy số 2 đem ra test lại giùm anh, thì chắc chắn như anh em luôn là em sẽ nhờ anh em thở ở đây cho khiên ra quay cho anh em coi thế nào mà anh em nói anh đó cái anh chốt máy đó. Chứ anh em đừng có ngại ngùng gì chứ, nói máy trong kẹt khó ra, bị cái nghề buôn bán mình giờ nữa. Ai cũng vậy, cái thứ nhất là anh em kiếm tiền rất là khó. Thì tụi em nhiều khi bán cái máy giống như em bán cái giá này thì cái máy này em lỗ 200 là chưa tính tiền phí ship. Còn máy này nếu em bán 3 triệu thì em lỗ 400 này, chưa tính tiền phí ship nè. Này nè. Nhưng mà tại mình lấy lưu thì nó cũng có cái này cái kia nó bù qua bổ lại nha anh em. Nhưng nói chung nói gì thì nói cái góc độ gì, nhưng mà tụi em nó dễ kiếm tiền hơn anh em, không phải là cái gì. Nhưng mà tụi em ví dụ như em bán qua món hàng lỡ cái này nó lỗ, nhưng mà món khác tụi em sẽ kéo lại. Còn anh em mình nhiều khi là mình kiếm đồng tiền đi làm cả ngày trời được 250-300 ngàn là thấy quý rồi. Mà bởi vì là em cũng nói chân tình nha, không phải mình chia sẻ mình than làm gì. Em cũng xuất thân trong một gia đình rất là khó khăn, bởi em rất là trân trọng những cái đồng tiền mình tạo ra. Bởi anh em an tâm nha, anh em cứ điện kêu dù như quay máy số 1 cho anh Thắng ơi, nếu được có điện lấy, anh em cứ thoải mái, cứ gọi alo thoải mái, đừng có ngại ngùng. Nói chung là đừng, anh em đừng có ngại bất cứ cái gì hết, đừng có nói làm kéo thấy kéo ra cực quá rồi không mua thấy nó kỳ. Anh em cứ vô tư, vì cái chuyện buôn bán này mình nó là nó là một cái duyên. Nếu có duyên nó tới anh em ủng hộ được thì em rất là vui, còn không được là cũng chuyện bình thường thôi. Cái chuyện hàng ngày của em cũng phải khiêng ra khiêng vô nhưng mà quay lên sóng cho anh em. Rồi tiếp tục là cái máy này nữa đây. Cái này nữa 35, cái này thùng dầu nó còn giá được, nhưng mà bị bữa nay gom rồi thợ nghỉ nhiều quá nên không có giá nha anh em, không có giá kịp. Thì cái này em cũng xả cho anh em luôn với hiện trạng là thiếu cái thùng dầu, anh em lưu ý giùm em nha, thiếu cái thùng dầu. Nhưng mà máy móc thì em bao zin hết. Cái này là nãy mình con số 3, con này con số 4 nè. Cái này em tính anh em là 3,6 triệu phí ship 400 nghìn nè, 3,6 triệu phí ship 400. Này ví dụ như anh em muốn mua cái máy này thì nói Thắng ơi, đem cái máy số 4 ra quay test thử lại lần nữa cho anh coi, thì bên em sẵn sàng, anh em cứ gọi Zalo trực tiếp em nha, hoặc là cái số điện thoại em để cho màn hình là em xài Zalo cũng số đó luôn. Em xài duy nhất có một số à, chứ có một số giờ là cao điểm. Em cũng xin nhắc lại với anh em nha, là em hay quay nhiều nhất là giờ giấc cỡ khoảng 3:30 đến cỡ khoảng 5:30, thì nhiều khi anh em gọi không được thì mong anh em thông cảm giùm em nha, vì cái điện thoại em nó cùi bắp quá. Khi mà anh em đang quay gì đây, anh em gọi lại tự động nó nhảy ra, là giống như là cây giam nó xử lý không nổi làm sao mình không hiểu, tại cái máy nó rẻ tiền quá. Còn anh em nhớ lưu ý giùm em nha, cái này 3,6 triệu phí ship 400. Rồi thêm con này nữa đây, con này cũng vậy nữa, con này là nở 60, là con số 5 nè, anh em nhớ con số 5 ha. Con này thì em tính anh em là 3,5 triệu phí ship 400, là nó cũng chùi lũi gì nghe anh em, anh em nhớ là số 5 ha. Cái này anh em thích hợp là anh em, cái này nó bê tông nó 80 ly rồi, anh em để đồng để ruộng là không còn gì bằng luôn, nó rất là chạy rất là mạnh mà nó nhẹ quay nữa, nhẹ quay nhảy nổ. Nên em bơm nước nó giỏi hơn D6 chứ lắm, giá 3,000 mấy anh em mua cái D6 mới chắc chắn cho anh em không bao giờ bơm kịp nó, mà chứ không bao giờ nhẹ quay bằng nó, ít thao dầu nữa, cái dòng này nó ít thao dầu. Anh em coi mấy thằng cháu em chuyên gia gì nè, thường thường nó biết em thích hay ăn đồ chua à, em đang quay hay gì này kia cái là nó nay mua cà na không thôi là nó mua xài sống nó chọc em chơi vậy đó, nó làm cho mình quay hết được chơi vậy. Thấy cái này là em thấy thèm đó anh em,
Thật sự anh em là giới quay thấy tới cái này là em thấy thẹp lắm mà. Hay giống gì đâu mà em rất là em mê ăn xài sống dữ lắm. Một mình em ăn nửa ký xài sống là chuyện bình thường. Chứ sáng trưa cơm em ăn cũng được nữa. Đó, nhắc tới xài sống em thèm chịu muốn hết nổi rồi. Rồi với thêm cái Mitsubishi nè. Hôm qua cũng có hai ba khách hỏi em nè. Hai ba khách hỏi em cái Mitsubishi nè. Để về tính lại ha. Rồi em cũng xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý anh em cũng như bà con cô bác mình đã xem hết video của em ha. Là em cũng rất hy vọng là trên cái tương lai mà trên con đường mà em làm YouTube này mong được sự ủng hộ cũng như đóng góp ý kiến của anh em bà con cô bác mình để tụi em ngày càng được hoàn thiện hơn ha. Rồi em chào tất cả anh em, em chúc anh em có một buổi tối thật là vui vẻ anh em ơi.